Rồi, xin chào cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Seri Flex của Drama màu xám thì con này là con em ưng ý nhất. Con này là mã vít trượt 16V8 của Drama. Thực ra 16V8 dòng vít trượt bây giờ thì cũng rất nhiều, từ Drama, từ Hukan này, từ Pinyang, từ Macan này, rồi Akuza, rất nhiều hiệu họ làm. Nhưng mà có một cái vượt trội nhất của con Drama này, đó là sử dụng bảng mạch của KTZ. Cái này thì em cũng có video mở rồi nhá, cái đấy thì nó sẽ làm tăng độ bền. Đương nhiên độ bền thì không thể nói được trong video rồi, độ bền chỉ có dùng được bằng cách là dùng nhiều thôi, và dùng lâu và dùng nhiều thôi. Con này thì nó sử dụng, nó là các cái cấp trượt như này, cơ chế của nó giống như một con khoan, và sẽ thích hợp cho anh em làm kiểu vít thạch cao, vít gỗ nội thất hay làm sửa chữa điện tử ấy, tại vì nó rất là ngắn. Thay vì nó có một cái đầu kẹp mang danh thì con này nó bỏ đi và thay bằng cái đầu bắt vít như này. Đấy, ví dụ như này, đấy, những cái tải nhẹ nhất như này là anh em dùng chuyên vít, những con tua nhanh ấy, anh em rất sợ nó bị trượt vít đúng không? Sợ nó tua nhanh quá mà chúng ta không điều tốc tốt ấy là nó bị trượt thôi. Đấy. Đấy, để số 1 này thì mình bóp hết cò đi thì nó không bị trượt vít. Đây, ví dụ như chuyện này này. Thì cái này làm này là hợp lý đấy. Đấy. Quan trọng là cò của con này rất là bền, mượt. Đấy, con này nếu mà điểm khởi động tốc của nó thì chắc nó chỉ lên quanh 45-50 vòng thôi. Cái còn tua mắc của nó thì nó rơi tầm khoảng 1.400. Đấy, tại vì những cái dòng này bản chất nó là dòng khoan mà, chứ không phải là vít búa, mà nó sử dụng tua 3.000-3.200. Đấy, cho nên anh em lưu ý nhá. Đây, ví dụ mình sẽ test cho anh em này. Cái này nó là vít gỗ rồi. Đấy, để cấp trượt số 1 này nó đã vào và nó trượt rồi đây. Đấy, nó không bị lún, nó không bị móp vào được. Đấy, ví dụ như là một số cái này thì nó là gỗ khô rồi. Đấy, vào này không nổi thì chúng ta tăng lên. Đấy, tăng lên đây có thể tăng lên cấp trượt số 3. Gióng thẳng đây là hợp lý đây. Cũng không được, đấy, tăng ở lên số 5 đi. Đấy, thì như vậy tải này là anh em để chúng ta tự căn chỉnh theo cảm nhận của chúng ta. Đấy, thì dùng này thì nó sẽ không bị lún vào vật liệu. Đấy, ví dụ như con chuyên vít mà nó mạnh quá mà gỗ nó, đoạn đầu này nó ướt ấy là nó hay bị lún. Đấy. Đấy, thì còn bây giờ là sẽ dùng cái vít dài hơn này. Vít này thì nó rơi tầm khoảng 5 phân. Đấy, chắc chắn là cũng phải tăng cấp trượt rồi. Đấy, 5 phân nó chỉ vào đến đây thôi. Thì vít dài này chúng ta tăng lên để hẳn số 8 đi. Đấy, không vào được, để số 10 đi. Đấy, thì nó phải để cấp trên 10 cơ. Thì có những con này thì anh em sẽ hỏi có sử dụng được mũi khoan không. Thì thực sự nó bản thân nó là con vít trượt ấy, nó lắp mũi chua lục giác thôi. Thì là anh em khoan bình thường thôi. Có ngậm vít nhanh nhé, con này có ngậm vít nhanh này. Mình sẽ để sang chế độ khoan cho anh em. Đấy, bị tái, cẩn thận lật cổ tay đấy. Đấy. 28 nhưng một khoan gỗ những chất liệu như này thôi. Còn nó gỗ cứng thì chúng ta phải sử dụng máy khỏe hơn. Đấy. Đấy. Rất là nặng. Để còn chưa xoay hết. Đi có khi mình chưa sạc đầy đâu. Đấy. Thì khoan được, bắt vít được nhưng mà không hợp lý để bắn tôn. Tại vì bắn tôn người ta sẽ sử dụng những cái dòng 21V ấy, những dòng có búa. Ít khi người ta sử dụng những con này. Bắn thì bắn thoải mái thôi. Kể cả anh em bắn vít sắt dày cũng được này. Bắn thoải mái thôi, nhưng mà không khuyên vít lắm nhé. Tại vì dùng nó mất lực, mất sức. Đấy, những con đó thì chúng ta để dành cho những cái máy chuyên vít có búa đây. Đây, sẽ bắt cho anh em xem này. Đấy, cấp trượt đấy. Cái này nó có mặt sắt nhé, đây này. Đấy, có mặt sắt cho nó lắc chứ không phải là mũi lắc đâu. Đấy, bắn thì bắn được nhưng mà nếu mà dùng ấy thì khuyên anh em nên sử dụng chuyên vít 21V có búa cho nó thoải mái. Đấy, con này thì giá là 680 hộp cắt tông và tặng cái túi vải cho anh em. Nhưng lưu ý con này là con 16V8 đầu tiên trên thị trường sử dụng bảng mạch của KTZ. Cái đó nó sẽ nâng cao cái độ bền cho anh em nhé. Giá 680 bao ship. Mọi người đặt hàng cứ liên hệ hai số điện thoại trên màn hình nhé. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.